chào các bạn nhé. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái phần cài đặt mã chuyển đổi pixel của chúng ta. Đấy, thì đây là một cái phần mà rất là quan trọng để các bạn có thể đo lường được cái đơn hàng của mình một cách chính xác. Nếu các bạn có chạy quảng cáo giỏi mấy chăng nữa, nếu cài pixel một cách sai thì quảng cáo ngày hôm đó các bạn có thể bị lỗ bất cứ lúc nào. Được chưa? Cho nên là khi mà bạn làm cái này thì nó về câu chuyện kỹ thuật, cho nên chúng ta cần phải làm một cách chính xác. Đấy, thì nó đo lường được cái sự kiện chuyển đổi của các bạn. Thì ở đây mình sẽ thực hành trực tiếp ở trên máy và các bạn sẽ thực hành đi theo bản thân mình các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn website pixel và vào phần manager. Sau đó đến đây chúng ta sẽ tạo một cái pixel với cái sản phẩm của bạn bán là gì. Các bạn tạo một cái sản phẩm. Ví dụ như của mình là sản phẩm A với cái landing page của mình là bảo hiểm thân thể. Lưu pixel và bộ quy tắc. Đến đây chúng ta có hai cái bao gồm có thẻ tính năng của bên thứ ba thì chỉ hỗ trợ thẻ của Google thôi. Cái này thì là Google Tag Manager. Anh chị nào có giỏi Google Tag Manager chúng ta có thể áp dụng cái cách này. Thì nếu như mà chúng ta làm Google thì cái này nó rất là dễ. Còn nếu như số 2 các bạn có thể cài đặt mã theo hướng dẫn chi tiết ở đây. Các bạn sẽ copy cái địa chỉ này vào website của anh chị hoặc là gắn vào địa chỉ header tại một cái bên website hoặc landing page bất kỳ. Với landing page là đơn vị mà mình đang sử dụng. Mình sẽ có nói chuyện bên đấy và có cho phép là gắn, các bạn chỉ cần gắn ID thôi là cũng có thể được nhận rồi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải cài cài một cái đó là cái TikTok Pixel Helper. Như ở clip đây thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ cài đặt cái này để đo lường được cái lượng chuyển đổi của nó. Đấy, xem là cái pixel chúng ta đã cài đặt một cách chính xác chưa. Các bạn tải đi nhá, mình đã có tải sẵn ở đây rồi. Bấm tôi biết để kết thúc. Thế quy trình của chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ như thế này. Sau khi cài được Pixel Helper này thì chúng ta sẽ có những cái bước như sau để mà làm việc với nhau. Bước đầu tiên của chúng ta, cái số 1 của anh chị chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ cài đặt mã pixel. Sau khi cài đặt xong mã pixel chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là bước này. Bước này chúng ta sẽ là tạo chuyển đổi tùy chỉnh, là bước tạo chuyển đổi tùy chỉnh các bạn nhé. Đây, cái này là bước số 2. Còn bước số 3 sẽ là bước xem lượt chuyển đổi. Thế đây sẽ là ba bước. Thế còn với landing page thì các bạn chỉ cần copy cái ID của pixel này thôi để gắn vào phần mã chuyển đổi thì là cũng được chấp nhận là hoàn thành bước đầu tiên là bước số 1. Thế ở đây mình sẽ thực hành như sau. Mình sẽ phải copy gắn cái ID này của nó vào trong hai cái landing page bao gồm có landing page bán hàng của mình. Đây là sản phẩm bảo hiểm của mình, được chưa? Mình sẽ vào phần mã chuyển đổi để gắn vào đây với cái mã mình vừa tạo ra. Bấm lưu và xuất bản. Bấm lưu và xuất bản. Chọn. Đó, đến đây thì đã là xong bước đầu tiên rồi. Nhưng mà mình phải gắn thêm nữa vào cái trang cảm ơn của anh chị nữa. Cái trang cảm ơn này. Trang cảm ơn là cái trang mà khi mà điền thông tin vào cái trang bán hàng này nó sẽ đổi ra là trang cảm ơn. Thì cái phần thiết lập này nó sẽ ở cái phần lưu data của phần chỉnh sửa builder landing page. Các bạn nhìn nhá, sau khi bạn cần cấu hình sau này, chỗ này nó sẽ bình thường là mã qua mặc định, các bạn sẽ gắn trang cảm ơn, dán cái đường trang cảm ơn vào đây. Thì ở đây bạn sẽ phải copy đường link của trang cảm ơn nhá, copy đường link của trang cảm ơn này, các bạn dán vào đây rồi kết thúc bấm cập nhật. Bất cứ có một form nào các bạn đều phải gắn trang cảm ơn hết các bạn nhá. Bắt đầu bấm lưu và xuất bản nó ra. Mô hình của mình nó sẽ là trang bán hàng đăng ký xong đổ ra trang cảm ơn và tính loạt tải một cái trang cảm ơn như thế này. Cứ loạt một trang cảm ơn như này được tính là một lượt mua hàng, được chưa? Đó, thì mình xuất bản ra, mình đo lường, bấm vào đây thì mình đã thấy là nó có xuất hiện cái LOL230 này. Cái trang cảm ơn của mình nó cũng có xuất hiện ID của LOL230, chứng tỏ là mình đã cài một cách chính xác, được chưa? Đấy, đến đoạn này mình sẽ điền thông tin bất kỳ. Đến đoạn này các bạn có thể kiểm tra nhé, xem là thông tin có đổ về Google Sheet hay là Gmail của bạn không nhé. Đến đây là đã hoàn thành được bước đầu tiên là bước số 1. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo chuyển đổi tùy chỉnh. Thế này chúng ta có thể lựa chọn sự kiện theo kiểu dạng click, có nghĩa là click nghĩa là như nào, đó là vào cái trang này chẳng hạn, bạn click click các kiểu thì nó cũng không tạo ra đơn hàng đúng không. Nhưng nếu như mà vào cái trang này các bạn đo lường cái lượt dò hàng chẳng hạn, đăng ký khóa học của mình, có thể bạn sẽ gắn cái nút chuyển đổi vào đây, gắn chuyển đổi vào đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ chỉ chọn một khóa học thôi chẳng hạn, bỏ qua và tiếp tục này. Đây là các bạn đã chọn, có thể đến cái phần bước checkout này, cứ loát một lần như này thì được tính là một lần chuyển đổi. Đấy, loát checkout được tính là một chuyển đổi. Chúng ta tập trung vào cái sự kiện đại trang này chủ yếu thôi. Được chưa? Thì đoạn này chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ gắn cái trang cảm ơn vào đây, bởi vì trang cảm ơn là trang cuối cùng mà, trang cuối cùng của khách hàng. Cái khách hàng truy cập vào đây được
thì khách hàng chỉ có điền thông tin thôi thì mới vào được đấy. Đó, copy và dán. Đến đoạn là chúng ta sẽ bán là mua bảo hiểm tên chuyển đổi, là mua bảo hiểm thân thể, chọn nút của chúng ta là loại chuyển đổi mua hàng. Phương pháp thống kê một lần vào mỗi lúc. Một lần là gì? Một lần là khi mà người ta vào, người ta điền thông tin 10 lần chẳng hạn, do là người ta không biết rằng là người ta đã điền đúng hay chưa, hoặc là người ta bị mạng bị lag hay gì đấy, người ta điền thông tin 10 lần, điền đi điền lại thì sẽ vẫn chỉ tính là một lần chuyển đổi thôi. Các bạn chỉ cần trả tiền cho đúng một lần chuyển đổi như vậy. Còn nếu như bạn để mọi lúc chẳng hạn, có một thằng đối thủ nào của bạn nó vào nó điền, nó thấy quảng cáo của bạn giống sản phẩm của nó điền một lúc 50 form, các bạn sẽ phải trả tiền cho 50 form đó. Thì nếu như các bạn không có hiểu điều mình nói, các bạn có thể đọc thêm cái phần bên dưới này, nó rất là đơn giản thôi. Sau khi các bạn đã tạo xong được như thế này rồi thì đến đây chúng ta sẽ bấm hoàn thành, kết thúc cái phần cài đặt mã chuyển đổi ở đây. Thế bước số 3 là chúng ta là gì ạ? Sau khi bước số 2 là tạo chuyển đổi tùy chỉnh đã kết thúc. Đấy, đã kết thúc cái bước này. Đấy, đã kết thúc bước này thì đến bước số 3 là xem được chuyển đổi. Chúng ta sẽ vào cái Pixel này, đầu tiên quay lại đã. Chúng ta sẽ chọn sản phẩm của bảo hiểm thân thể, bấm xem được chuyển đổi. Đấy, thì chúng ta có một cái vừa tạo ra đó là mua bảo hiểm thân thể đúng không bạn? Ở đây nó sẽ có những cái chỉ số này chúng ta đọc, bao gồm có lượt chuyển đổi không liên quan, conversion đến từ các kênh khác, bao gồm có Google, Facebook, Zalo hay là các bạn tự điền. Đấy, hoặc là native ad. Các bạn chung chạy chung một landing page chẳng hạn. Thì bạn có nhiều bạn thắc mắc là bây giờ chạy Facebook thì nó có tính là một lượt chuyển đổi và tôi phải trả tiền không? Đương nhiên là bạn không phải trả tiền, được chưa? Vì nó sẽ tính là lượt chuyển đổi phân phối đến từ TikTok ad tại cái vị trí thứ hai này, tại vị trí thứ hai này thôi. Còn đối với cái việc là để đo lường chính xác chuyển đổi hay chưa, các bạn sẽ phải vào form và lên vào cái trang cảm ơn của bạn. Đây, chúng ta load lại cái trang cảm ơn này và chúng ta kiểm tra xem. Và nó đã xuất hiện một cái Jingle Page View tại đây, là page URL có chứa cái đường link này thì được tính là một lượt chuyển đổi. Nếu như bạn muốn kiểm tra xem là cái quảng cáo chúng ta đã cài đặt chính xác hay chưa thì nó sẽ xuất hiện cái Jingle Page View này như này nhé các bạn nhé. Và nhớ là cái trang cuối cùng này là trang cảm ơn của các bạn, chính xác là trang cảm ơn của các bạn thì quảng cáo của bạn là chính xác, là cài đặt một cái chính xác. Tiếp theo một cách test nữa để kiểm tra một cách kỹ hơn là cái chuyển đổi của bạn có chính xác hay chưa, thì bạn sẽ vui lòng giúp mình điểm một phát thông tin để xem cái lượt chuyển đổi ở đây là không, nó có tăng lên hay không. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ điền thông tin vào trang này, điền thông tin vào đây. Đăng ký để nhận tư vấn thì nó mở ra là gì ạ? Là trang cảm ơn. Đấy, kèm theo là gì? Jingle Page View. Và bạn chờ một chút nữa thôi thì nó sẽ tăng lên cái phần chỉ số tại đây là lượt chuyển đổi không liên quan. Thì như vậy là bạn đã trả em một cách chính xác, được chưa? Thì đó là cái phần setup quảng cáo mua bảo hiểm thân thể. Đấy, lượt chuyển đổi nó tăng lên là một rồi. Đấy, chính như vậy thì bạn đã cài một cách chính xác về cái đặt mã pixel này. Cái phần này nó không quá khó thì các bạn có thể là xem đi xem lại và xem một cách chậm rãi thôi. Nếu như có vấn đề gì không hiểu hoặc là nó không xuất hiện trên cái page view tại đây thì các bạn có thể làm lại một lần nữa. Như vậy đó là các bạn sẽ tạo thêm một lần chuyển đổi tùy chỉnh nữa, bởi vì hệ thống quảng cáo của TikTok nó vẫn đang có một chút lỗi ấy. Thì mình đã gặp một vài lần là mình sẽ phải cài hai lần tương tự giống nhau. Cái đoạn này mình vẫn phải điền tra cảm ơn vào đây. Đấy, ABC là chuyển chuyển đổi các bạn. Và đến đây bạn bấm hoàn thành. Đó là nếu như mà nó xuất hiện, bạn đã làm đúng rồi nhưng mà không xuất hiện Jingle Page View chẳng hạn, thì bạn vui lòng làm lại một lần như vậy giúp mình. Và bạn load lại ở đây, bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ xuất hiện hai Jingle Page View các bạn nhé. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì đến hệ thống quảng cáo của bạn cả. Vì khi mà chúng ta chạy, chúng ta chỉ được chọn một cái loại chuyển đổi thôi. Bạn có thể lựa chọn mua bảo hiểm thân thể hoặc là cái ABC các bạn vừa tạo ra. Thì đó là cái bài giảng về cài đặt mã chuyển đổi Pixel. Nếu như bạn có thêm câu hỏi, các bạn hãy comment ở phần bài học, hoặc là các bạn hãy comment ở trên đăng bài ở trên group nhóm của chúng ta để được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ hoặc là cũng sự hỗ trợ đến từ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video clip và chúng ta hẹn nhau ở những bài giảng tiếp theo.